Xin chào các em học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em tóm tắt văn bản Vừa Nhắm Mắt Vừa Mở Cửa Sổ của Nguyễn Ngọc Thuần. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các đề văn liên quan đến tác phẩm này. Trên video là 3 mẫu tóm tắt. Mời các em và các khán thính giả cùng lắng nghe. Bài tóm tắt 1. Nhà của tôi có một khu vườn rộng, bố trồng rất nhiều hoa. Buổi chiều ra đồng về, hai bố con ra vườn thi nhau tưới. Bố thường bảo tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn tôi đi chạm từng bông hoa một, rồi đoán xem đó là hoa gì. Tôi đã thuộc lầu lầu, chạm loài nào đều đoán tên được loài đó. Khi tí đem tặng bố những trái ổi to mềm, bố rất trân trọng, dù bố ít khi ăn ổi. Tôi nhận ra đó là vẻ đẹp của món quà mình cho đi hay mình được nhận. Tôi nhận ra khu vườn, người bố là món quà to lớn, quý giá của cuộc đời cậu. Sau đó bố lại nghĩ ra một trò chơi khác. Thay vì chạm thì bây giờ nhân vật tôi chỉ được ngửi rồi gọi tên. Khi đã thuần thục, bố khen cậu là người có chiếc mũi tuyệt nhất thế giới. Lúc đó cậu nhận ra rằng chính những bông hoa là người đã đưa đường dẫn lối cho cậu trong khu vườn. Hết bài tóm tắt 1. Sau đây là bài tóm tắt 2. Chuyện kể về một cậu bé được bố dạy cho những bài học quý giá. Đầu tiên, cậu phải nhắm mắt lại rồi chạm vào những bông hoa và đoán. Trò chơi này không chỉ diễn ra trong vườn mà còn trong nhà. Nhân vật tôi còn đoán được các đồ vật trong gia đình và đoán được bố đang đứng cách mình bao xa. Ngay cả việc chỉ cần ngửi đã biết được đó là loài hoa gì và không bao giờ nhầm lẫn. Điều này làm nhân vật tôi rất vui và mãn nguyện vì nhớ những điều đó, mình có thể cảm nhận được cả vườn hoa theo cách rất riêng. Cậu nhận ra những bông hoa là người đưa đường dẫn lối cho cậu trong khu vườn. Hết bài tóm tắt 2. Sau đây là bài tóm tắt 3. Ngôi nhà của nhân vật tôi có một khu vườn rộng, người bố đã trồng rất nhiều hoa. Mỗi buổi chiều ra đồng về, hai bố con ra vườn thi nhau tưới. Người bố thường bảo nhân vật tôi nhắm mắt lại, sau đó dẫn cậu đi đến chạm từng bông hoa, rồi đoán xem đó là hoa gì. Sau nhiều lần thử thách, cậu đã thuộc lầu lầu, chạm loài nào đều đoán tên được loài đó. Một ngày nọ, thằng tí đem tặng bố những trái ổi to mềm. Mặc dù người bố không thích ăn ổi nhưng vẫn rất vui vẻ nhận lấy. Nhân vật tôi nhận ra bài học về những món quà mình cho đi hay mình được nhận. Sau đó, người bố lại nghĩ ra một trò chơi khác. Thay vì chạm thì bây giờ nhân vật tôi chỉ được ngửi rồi gọi tên. Khi đã thuần thục, bố khen cậu là người có chiếc mũi tuyệt nhất thế giới. Lúc đó, nhân vật tôi cũng nhận ra rằng chính những bông hoa là người đưa đường dẫn lối cho cậu trong khu vườn. Hết bài tóm tắt 3. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe.